Hoàng Trung, nghề nghiệp hiện tại là thợ xăm hình, là một KOL tự do nữa. Đấy, Hoàng nói Trung. Rồi em tên là Hoài Sa. Hoàng Trung mà đứng cái Hoài Sa nghe nó cũng khớp khớp ha. Biết đâu là định mệnh đấy. Ngoài xăm ở trên da ra, anh có nhận xăm ở trong tim không vậy anh? Mấy cái này anh nghe nhiều rồi á. Có cái nào đặc biệt hơn không? Có nào đặc biệt không? Người ta nghe nhiều. Thật ra thứ đặc biệt ở đây á là ngồi bên trái anh nè. Anh là gốc ở đâu anh? Anh người Nghệ An. Em thích ăn lươn. Súp lươn Nghệ An, đặc sản. Lần nào em đi diễn ở Nghệ An phải ăn lươn. Anh ở Sài Gòn mới có 4 năm thôi. Anh, cho em hỏi cá nhẹ được không? Tại vì thường thường là xăm thì sẽ xăm lên da thịt, mà nhiều khi xăm những chỗ nhạy cảm phụ nữ, thì ví dụ như phụ nữ với phụ nam xăm có cảm giác khác biệt không anh? Không, thì đối với anh thì công việc là công việc thôi, còn những cái vị trí nhạy cảm quá thì anh cũng không nhận. Nhưng mà anh có người yêu chưa? Anh chưa. Anh chưa à? Bởi vì là em thấy bạn em cũng có một vài người có người yêu mà cũng xăm, mà xăm đa số con gái là nhiều nhá. Gái là nhiều nhưng mà kiểu người yêu cũng có người thì rất ghen, có người thì cũng hiểu công việc thì không ghen. Có, đúng rồi. Tại vì cái đó là tiếp xúc với con gái nhiều. Đối với anh thì chỉ khách ngại thôi, còn mình làm quen rồi mình không ngại. Mình phải rạch ròi công việc thì là công việc. Cảm xúc khác nhau. Vậy lỡ em đến xăm anh có thấy ngại không? Không, anh không ngại. Không ngại luôn. Trời ơi, có bà ngại thôi. Nói chung ở Việt Nam thì quan điểm về hình xăm nó vẫn còn hơi bị khắt khe. Nên là con gái người ta chỉ xăm được mấy hình nhỏ nhỏ và nhìn nhẹ nhàng thôi. Còn con trai, nhất là những người mà làm nghệ thuật hoặc là những người làm tự do nữa, thì người ta có thể xăm mấy cái hình mà lớn, hoặc là người ta xăm chỗ nào người ta thích, miễn là người ta thấy thoải mái với cả người ta thích cái hình đó là được. Để mà mọi người gắn kết với nhau và mọi người hiểu nhau hơn thì bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình chơi một trò chơi. Ok không? Ok. Hello mấy chị em. Hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi khá là đặc biệt. Bốn chị em mình sẽ ngồi lại với nhau và mình sẽ nói chuyện về những gì đã qua sau những tập mà Nam Anh tham gia. Thì Nam Anh thấy ấn tượng về chàng trai nào? May mắn là em được tham gia đồng hành hết cái chặng đường giải mã tình yêu mùa này. Thì ấn tượng nhất chắc là cái tập với anh Tim. Tập đó thì mình khai phá được nhiều cái góc nhìn. Và cái tập đó thì cũng là cái tập mà nam em nhiều cảm xúc nhất. Nên là sau đó mình cũng có thêm nhiều góc nhìn. Và qua cái tập đó thì có lẽ là nam em cũng chia sẻ được khá là nhiều cảm xúc. Chị mong là sau tập đó nam em sẽ mở lòng ra. Và em nghĩ là sau tập đó nam em có thể giải tỏa được cái phần cảm xúc ức chế của mình. Chị thì ba tập ha. Có tập anh Huy Trần là chị thấy vui. Tại vì sao? Tập đấy là tập đầu tiên của giải mã tình yêu. Đấy, người và mọi người đang kiểu tạ nhau rồi, nói chung là mọi thứ nó rất là funny. Ấn tượng là nhiều lắm, tại vì có nhiều phi công cũng lọt vô mắt xanh của chị trong chương trình này đó. Buồn quá vậy hả? Biết đâu một trong những phi công đang là người yêu của chị. Chị của tôi ghê gớm nha. Nhưng mà cũng có một phi công mà nói vô cái chủ đề là yêu trai trẻ luôn. Đó dễ thương dữ lắm. Cái anh trai trẻ đó sinh năm 2000. Đó, sinh năm 99, tuổi con mèo. Hợp tuổi với chị. Mà cái tập đó kiểu như e thẹn trai mới lớn. Dạ, thương mấy chị. Vừa vô cái chào mấy chị luôn rồi. Ta đang chờ đợi không biết là chương trình có bất ngờ cho tụi mình hôm nay. Nãy giờ em thấy nè. Vậy hả? Thấy trên bàn có hai tấm ảnh nè. Người này đó. Ê nè. Đó. Duyên kiếp tiền hình đó. Này của tôi nè. Của tôi tập trước nè. Không phải tự nhiên có hình không cho mọi người xem đâu, phải có lý do chứ. Thì qua hai cái tấm hình này thì mọi người phải đoán là hai cái chàng trai này làm cái nghề nghiệp gì. Và đoán đúng như mỗi lần, đoán đúng thì sẽ có thưởng. Dễ ẹt. Tôi nhìn là tôi biết rồi mà tôi không nói cho mấy người biết đâu. Anh này cơ bắp quần cuộn này. PT hả? Không, lại còn hình xăm. Ấy, tha thu. Trời ơi, em tính nói, chị nói ra luôn rồi. Tha mà thu mà. Có
nè, có hình xăm, có cơ bắp. Ê, có khi nào làm thợ nhuộm tóc không? Mà người này chắc là không cao. Còn anh này chắc một là PT, hai là người mẫu. PT không? Chị cũng nghĩ là PT. Người mẫu không có xăm hình vậy? Người mẫu không có xăm? Không, chị nghĩ là thợ xăm hoặc là người mẫu. Em nghĩ là ca sĩ á. PT. Hai người này là khác nhau hả? Khác nhau. Khác nhau á. Ừ. Một người hả? Trời. Ủa? Khoan. Một người. Một người hả? Sao hai cái góc mặt khác nhau á ha? Ôi trời ơi, một người hả? Trời, tôi không tin vào mắt mình luôn. Cái này là một người nè trời. Tôi thiệt chứ, chương trình ơi, chương trình cho em gặp liền, có biết đâu gặp ở ngoài khác. Em đang nghĩ em một người rồi. Trời, ca sĩ, người mẫu, PT, ở xăm. Trời sao tôi ghét cái mặt nạ này quá mặt trời quá đất. Cứ mỗi lần gặp cái mặt nạ này là tôi nhớ Nguyên Trần. Tôi chết. Tôi nhớ Nguyên Trần thì mới đeo mặt nạ này. Chào mọi người. Thì mọi người đã xem qua hình ảnh của mình chứ nhỉ? Và đã nghĩ là hai người khác nhau. Không, em nghĩ chắc chắn là một người mà. Mọi người đoán anh làm nghề gì? Thì lúc nãy là Linh Miu đoán bạn là... Thế ca sĩ tự do. Đó. Cái gì vậy trời? Ở đây là người mẫu, đúng không? BT. Đây là thợ xăm. Anh sẽ gợi ý cho mọi người trước một chút về nghề nghiệp của anh vậy. Nghề của anh sẽ liên quan đến những thiết kế và đòi hỏi sự tỉ mỉ và sự chỉn chu. Khách hàng của anh là những người đến từ những ngành nghề khác nhau và những độ tuổi khác nhau. Ê, vậy có khi nào thích cứ... Thế thì là ai cũng đi xăm mình được mà. Ai cũng đi xăm mình được thế mà. Thế thì là làm thợ xăm. Xăm rồi. Tỉ mỉ chi tiết nè, rồi ai cũng đi xăm được là tất cả mọi ngành nghề đều đến được. Thiết kế hình xăm. Vậy là giống cái này nè. Em là người đầu tiên đoán đúng rồi. Hình ảnh là tại sao? Vậy phần thưởng của em sẽ là một hình xăm miễn phí nếu em thích. Cho mọi người ở đây xong hết đi. Chứ cho em hỏi nhỏ tuổi của anh được không? Đoán đi chứ. 94. 94 độ xuống, 94 độ 95. Tuổi đó là 95. Tuổi đó là 92. Wow, 92, 93, 94, 95. 91. Chết rồi, thời của chị tới là đứa bé. Con dê đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Đây cũng còn dê nữa. Chị, tụi em thấy gì hết? Tụi em thấy gì hết? Anh tên là Hoàng Trung. Nghề nghiệp hiện tại là thợ xăm hình. Là một KOL tự do nữa. Đấy Hoàng nói Trung. Rồi. Em tên là Hoài Sa. Hoàng Trung mà đứng cái Hoài Sa nghe nó cũng khớp khớp ha. Biết đâu là định mệnh ấy. Ngoài xăm ở trên da ra anh có nhận xăm ở trong tim không vậy anh? Vì cái này anh nghe nhiều rồi ấy. Có cái nào đặc biệt hơn không? Có nào đặc biệt không? Người ta nghe nhiều. Thật ra thứ đặc biệt ở đây á là ngồi bên trái anh. Anh là gốc ở đâu anh? Anh người Nghệ An. Em thích ăn lươn. Súp lươn Nghệ An, đặc sản. Lần nào em đi diễn ở Nghệ An phải ăn lươn. Anh ở Sài Gòn mới có 4 năm thôi. Anh, cho em hỏi cá nhẹ được không? Tại vì thường thường là xăm thì sẽ xăm lên da thịt, mà nhiều khi xăm những chỗ nhạy cảm phụ nữ thì ví dụ như phụ nữ với phụ nam xăm có cảm giác khác biệt không anh? Không, thì đối với anh thì công việc là công việc thôi, còn những cái vị trí nhạy cảm quá thì anh cũng không nhận. Nhưng mà anh có người yêu chưa? Anh chưa. Bởi vì là em thấy bạn em cũng có một vài người có người yêu mà cũng xăm, mà xăm đa số con gái là nhiều nhá. Gái là nhiều nhưng mà kiểu người yêu cũng có người thì rất ghen, có người thì cũng hiểu công việc thì không ghen. Có, đúng rồi. Tại vì cái đó là tiếp xúc với con gái nhiều. Đối với anh thì chỉ khách ngại thôi, còn mình làm quen rồi mình không ngại. Mình phải rạch ròi công việc thì là công việc. Cảm xúc khác nhau. Vậy lỡ em đến xăm anh có thấy ngại không? Không, anh không ngại. Không ngại luôn. Trời ơi, có bà ngại thôi. Nói chung ở Việt Nam thì quan điểm về hình xăm nó vẫn còn hơi bị khắt khe. Nên là con gái người ta chỉ xăm được mấy hình nhỏ nhỏ và nhìn nhẹ nhàng thôi. Còn con trai, nhất là những người mà làm nghệ thuật hoặc là những người làm tự do nữa, thì người ta có thể xăm mấy cái hình mà lớn hoặc là người ta xăm chỗ nào người ta thích, miễn là người ta thấy thoải mái với cả người ta thích cái hình đó là được. Để mà mọi người gắn kết với nhau và mọi người hiểu nhau hơn thì bây giờ mình sẽ đi qua bên kia mình chơi một trò chơi. Ok không? Ok.
cái mật thư gì nè, có mật thư gì nè. Nhiều quá vậy. Hai rồi đọc xong ai hiểu gì không? Ơi giờ nè, chị Sa nãy giờ thấy chị Sa có vẻ hứng khởi em nhường chị Sa chơi lần tiên. Đây cho sao chơi trước. Thôi kỳ quá à, không kỳ kỳ quá à. Sao đâu kỳ quá đấy. Bắt đầu đi. Đâu? Đây 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 đây, ok tìm đi. Trời mắt cá lắm. Hôn miếng. À đây. Ôi trời. Hồi đất coi à. Hồi đất coi. Có một miếng vậy. Đấy, hết giờ chưa? Hết giờ chưa? Ôi. Được rồi. Được rồi. Tại ơi. Kỳ cục quá trời kỳ cục. Cái gì cái gì, gì? Ủa, sao đã rồi cái mặt mà không thấy? Tự người ta dán tự tới ai đâu dán tên lãng gần ngay trên. Thôi bớt ác, bớt hiệp nè, dán vô nè, tử tế một chút. Nói nghe nè, hiệp là không tự mất đi mà sẽ chuyển từ dạng này sang dạng khác nha. Đấy. Đúng rồi, đi xuống nữa. Đau quá, đau quá. Nhẹ thôi. Cái gì đó kìa. Ôi, tìm được cái gì. Nữa, xuống dưới nữa đi, em ơi. Nữa đi. Nữa. Nữa. Rồi. Đó, gần luôn. Gần chỗ đấy. Ủa? Ủa, mắt nữa là dễ luôn rồi. Ủa, chơi á trời. Con cóc rồi. Đất ơi. Nghĩ yên. Ngỡ đây rồi. Đây rồi. Được mấy miếng vậy? Đâu ấy? Đây này. Ủa sao kỳ vậy? Nãy tôi nhớ tôi rà cái vùng này mấy lần luôn. Nhận lên nào. Follow me, follow me. Một cái tủ ở đâu vậy? Một phút trôi qua rồi không định mở hay gì trời. Kiểm tra phần đầu trước rồi phần dưới. Một nè. Rồi dục nha, một hồi là không lấy lại được nha. Phải cầm trên tay mới tính điểm nha. Rồi đây. Ôi, đưa chi thế, đưa chi gì cho thua. Chỗ này dán hơi khó, chịu khó tìm trong kẹt nha. Xin lên chút, xin vô. Tay trái đúng rồi, xin xuống, mò vô chút. Chọt vô chút. Không phải. Không phải. Ở đâu chưa thiệt kìa. Đây nè, đúng rồi. Xin xuống một chút. Rồi xích vô đó. Thích chứ. Thích đó mà. Cũng là, cũng là cái kẹt luôn. Cũng là cái kẹt. Dạ. Dạ. Vậy là được hai miếng hả? Ở đâu đấy? Cái chỗ này lúc nãy vừa mới ấy xong. Chứ cái đó là tôi cho bà đó. Bà nhớ giữ nha. Tôi để có đức á. Tôi không có để ác ôn đâu. Ê hai người đứng với nhau. Ai mà nhét chân kẹt trong hốc là ác dữ lắm. Ồn đó. Vừa khớp với nhau luôn đó. Được. Đó, được còn cái trong cái còn điên lên. Ráng làm ba cái ai xích xuống. Xích xuống, xích xuống. Để tôi chỉ cho. Đó. Rồi, thoát vô kẹt. Đúng rồi, cái tay. Đúng rồi. Xích xuống một chút. Rồi cái tay trái mò vô. Trời ơi, đứng quá. Đó, đó. Hay quá. Yeah. Vậy bây giờ Linh Miu là người thắng cuộc, anh sẽ hit đất ở đây và cho em ngồi lên lưng của anh. Hit bao nhiêu cái em? 10 cái. Anh có hit được 20 cái không? Được. Anh hit, em ngồi lưng anh 10 cái xong rồi em với anh cũng hit 10 cái nữa. Ok. Ok. Rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, cặp đôi. Rồi, ba chị em mình đã hết 10 cái thế nào? Ba chị em phải hít hả? Ba chị em đã hết 10 cái nào? Cái gì vậy trời?